Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 1 tháng 8 âm lịch năm 2020. Cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc mẫu sản phẩm nữa là một bức hoành phi bằng chất liệu gỗ cụ Lào. Gỗ cụ này thì được chúng tôi nhập khẩu từ nước Lào. Đây là một bức hoành phi làm theo yêu cầu đặt hàng của khách hàng. Đó là kích thước dài 2m37, chiều rộng là 81, ván là ván liền khối, ván một tấm. Chúng tôi không làm ván ghép. Ván này dày 4 phân và khuôn thì chúng tôi làm dày 8 phân, to 10 phân. Hàng này là hàng siêu dày. Và bên trong thì chúng tôi chạm 3 chữ là Đức Lưu Quang, có phụ đề tiếng Việt ở phía dưới cho quý khách hàng dễ hình dung. Và xung quanh cái lòng ván này chúng tôi chạy chữ công. Xen kẽ giữa các chữ nho thì chúng tôi chạm tứ quý 4 mùa, xuân hạ thu đông. Trong clip trước thì chúng tôi cũng đã giới thiệu các cái bộ chữ cũng như là bộ hoành phi câu đối của khách hàng ở Thanh Hóa đã đặt hàng. Thì quý khách có thể vào trang chủ để xem thêm các cái mẫu hoành phi. Chúng tôi có thể ghép được tất cả các cái loại câu đối với bức hoành phi như này. Như câu đối phẳng, câu đối long hóa, câu đối lòng máng đều được. Đó là do nhu cầu của quý khách. Cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách có nhu cầu về mua sắm cũng như là đặt đồ thờ cúng cho gia đình hay là cho nhà thờ, cho đình chùa, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trong các video lần trước chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều các cái mẫu hoành phi, hàng mộc cũng như hàng hoàn thiện, hàng sơn son thép vàng. Thì quý khách có phải thể vào trang chủ để xem hoặc truy cập vào Zalo 0986 883349. Chúng tôi làm về đồ thờ cúng thì chủ yếu là gỗ gụ và gỗ mít ta vì xưa nay nó gắn liền với các cái đồ thờ cúng tâm linh và chất liệu gỗ nó rất là bền. Gỗ gụ này chúng tôi làm gỗ gụ liền tấm. Đây là kích thước 2m37 và rộng 81. Phần khuôn là chúng tôi có chạm gấm hoa chanh. Và bên trên phần khuôn thì chúng tôi chạm cuốn thư và phía dưới phần khuôn dưới thì chúng tôi chạm hoa hồng. Như các bạn đang xem trên màn hình đây. Bức hoành phi chạm 3 chữ Đức Lưu Quang. Quý khách có thể yêu cầu chúng tôi chạm 4 chữ, 5 chữ. Đó là tùy theo yêu cầu của quý khách. Và các cái bộ chữ thì tôi cũng giới thiệu thêm để cho quý khách hàng tham khảo. Như là bộ chữ Đức Lưu Quang là hàng phổ thông. Bộ chữ là Phụng Tổ Đường hay là Phụng Gia Tiên hay là Lưu Phúc Lưu Ân, Ẩm Hà Tư Nguyên, Vạn Cổ Trường Xuân, Vạn Cổ Anh Linh, Ngũ Phúc Lâm Môn, rất nhiều. Và Đức Minh Thế Bảo, uống nước nhớ nguồn bằng chữ thư pháp, đó là tùy theo yêu cầu của quý khách. Quý khách có nhu cầu đặt thì quý khách hãy liên hệ về cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các cái video mới nhất về đồ thờ cúng mà chúng tôi đưa lên. Cảm ơn quý khách đã